Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha mọi người. Và trong buổi tối hôm nay thì trên livestream thì chắc chắn anh em rằng ai cũng đang xem rồi. Thì ở video này Khải sẽ làm video nhỏ lại để Khải up lên kênh nha mọi người. Anh em nào mà có xem thì đừng quên ủng hộ like chia sẻ nha mọi người. Ở video này thì băng Khải sẽ đấu giá con bông tiêu vừa rồi được top 2 nha mọi người. Băng ngáo của Khải được top 2, đủ top băng hỏi á, được con bông tiêu. Và bây giờ thì Khải sẽ lên mic và Khải phổ biến cho anh em cái đấu giá này như thế nào. Và ra sao thì anh em cùng đấu này, anh em cùng lên Khải nha. Lên luôn, anh em nghe cho anh em ơi. Về nhà người okay. Rồi anh em cho Khải nhường Khải tầm 5 phút nữa nè để đấu giá xong rồi anh em mình tính tiếp anh em ơi. Rồi ok này, trước khi đấu giá thì Khải thông báo anh em một số vấn đề như sau. Là ban mình được top 2 đua top ăn hỏi tháng vừa rồi. Thì trong ngày hôm nay những người nào được quyền đấu và những người nào được không quyền đấu thì trước mắt thì tất cả anh em, ưu tiên tất cả anh em chơi với ban từ xưa đến giờ là tất cả đều được đấu nha mọi người. Chỉ trừ những thành viên mới vào ban từ ngày 6 tháng 1 là mới vào ban cái đó 3 ngày anh em. Thì những người đó là có thể là bên server mới S4 về. Thì qua công nhận thì vô ok ủng hộ ban, giúp đỡ phụ ban. Nhưng mà không được quyền đấu anh em. Đó thì anh em nói đơn giản anh em cho hiểu là trong ban mình đều được đấu hết. Còn những anh em mới vào từ ngày 6 tháng 1 vừa rồi là không được đấu. Rồi trước khi đó thì như vậy Duy với anh em trưởng lão còn có bàn với nhau á. Thì cái con ngựa này á thì Khải nói thiệt anh em, xưa giờ vẫn vậy, ban mình là của ban mình đúng không. Thì trước mắt con ngựa này thì cứ đấu, nếu anh em nào mà đã sở hữu được con này á, trong cái giá tiền bao nhiêu đó Khải không biết, nhưng mà lúc anh em không muốn xài nữa thì anh em có thể PM trưởng lão hoặc này nọ hoặc là báo Khải là ừ Khải ơi, mình muốn bán con ngựa này lại với cái giá đó, hôm bữa mình đấu giá ví dụ như 7 triệu 5 triệu đó, mình bán lại đúng giá cho anh em trong ban trong vòng 2 ngày. Anh em ban nào cần thì có thể thu lại ngựa đó mang anh em chạy. Còn anh em mà lúc đó mà Khải chốt ừ không ai mua, không ai mua ông ơi, thì lúc đó anh em có thể có quyền bán nó ngồi. Anh em thấy ok chưa? Đó, giờ anh em nào có thắc mắc gì không? Còn không thắc mắc thì lên đấu lên sàn luôn anh em. Thưa là trường hợp à, ví dụ như người mua tránh tình trạng mua, mua đi buôn ra ngoài đó, nói thẳng nhanh nhanh. Alo, alo. Nghe em ơi. Tình trạng mà ví dụ người mua người ta sao bang sao bang khác hay sao? Thì người đó xác định không chơi được với mình nữa là mình chịu thôi em, hiểu không? Okay, hiểu chưa? Okay, đó, anh muốn nói là mình đang nói là trên cái cương diện là tình cảm, em hiểu không? Vâng. Mà nếu mà mua xong tự động ra bang là chắc chắn với em là người đó sẽ không bao giờ chơi được với mình nữa. Đó. Đó, cái này đó mình đang nói tình trạng thôi. Rồi, ok. Tính này là sao ta? Đó, mình nói vậy thôi. Trên tình cảm là anh em chơi về tình cảm thôi. Chứ còn mà chơi mà mua xong rồi out of đi thì nói chung là mình không còn tình cảm nữa đâu em. Đơn giản thôi tí. Dạ thôi. Rồi, bông tiêu cho anh em lên này. Nói chung con này Khải bảo đảm anh em á, con này trên dưới 5 triệu. Nhưng mà Khải cho anh em đấu á là thoải mái anh em, ai cũng có quyền đấu. 30 kim lên một lần 5 kim nha anh em. Hôm lần 2 kim đi cho vui. Tại vì video mà. Rồi lên đi anh em. Điểm khởi điểm 20 kim nhảy 2 kim. 30 kim em ơi, 30 kim. Đó đây anh em ơi. Tốc kia vào đây là 30 kim. Không con này hơn á em, giống hoài. Gì nó cũng lên. Kiểu... Đúng rồi. 32 rồi ok. Lên đi anh em. Khải... Đây, đúng rồi. Cái này á thì con này là con hiếm anh em. Khải sẽ ví dụ như không ai lên, Khải sẽ đặt chốt cứ 10 giây một lần, 10 giây một lần nha. Tầm chốt lần thứ 3 không ai lên là sẽ con người ra sẽ thành người đó. Đó, lên đi anh em. Thôi Khải lên luôn cho nhanh rồi. 40 kim. Nhanh rồi. Ôi ôi. Ôi thế video 5 phút. Thì anh nói đó, thì anh nói cái con này 20 30 cũng vậy à, tại vì anh xác định rồi. 42. Làm 5 phút cơ mà trời ơi. Cho anh em suy nghĩ đi. Bình tĩnh nha, đâu ra đến 11. Đúng rồi, đúng rồi. Cho anh em bình tĩnh. 42. Suy nghĩ thoải mái anh em. 42 kim là nó chưa tới 3 triệu anh em. Đó, hiện tại Khải đang live trực tiếp trên kênh YouTube cũng như là fanpage. Video này Khải giúp lại trên kênh anh em. Rồi. Lên đi anh em, đồ anh những cánh tay của anh thức đồ anh phát vào đâu rồi? Anh biết cái vào đâu rồi? Lên đi anh em. Ừ, có hết rồi. Đặt cả cái thuốc chưa vào. Chưa vào. Chưa vào. Lên kiểu này chắc video được 1 phút à. Đâu vèo được 10 phút anh, giỡn hoài. 10 phút đấy. Lên đi anh em. Hiện tại bây giờ á, anh em thấy không? Cun ghẻ những cánh tay đầu tiên chưa thấy những cánh tay của người thứ hai, chỉ có mình Khải với cun ghẻ. Đó. 42 kim anh em, 44, đó đúng rồi, suy nghĩ mạnh lên anh em, cứ suy nghĩ đi anh em. 44 dành cho bé Hùng. Đó, anh em những cánh tay anh em mỗi người lên một cái, anh em nhắm thì lên đâu cho nó vui, nó rôm rã cái băng anh em. Rồi, ai, 50, đó, thấy chưa, không phải đơn giản đâu. 50 kim rồi đấy, đạt 50 kim anh em, tiếp tục. Lên đây những cánh tay của anh em lâu. Hiện tại video này Khải bảo đảm bèo bèo đấu đến 11 giờ anh em. Lần lên 2 kim thôi, lần 2 kim thôi. Còn anh em thích lên 3 4 kim thì tùy anh em. Con bông tiêu này bao nhiêu máu ạ? À? Đây anh em ơi.
cho anh em xem. Full mà đâu, 500 máu anh em ơi. Full đi đến nào anh né, anh đi đến khác em ạ. 50 kim. Con này là cũng khá là hot đấy mọi người. Ở server thì có vài con bông tiêu thôi. Nhưng mà hồi đầu server như anh em cũng đã biết rồi, những con đầu server này á, nó có trị giá lên đến gần mười mấy, 20 triệu lận. Mấy chục triệu lận biết đâu. Nhưng mà tầm này thì nó chỉ giá tầm 5 triệu hơn, 5 triệu quay đầu thôi anh em. Ông Phi Trật đâu rồi? Không thấy cánh tay Phi Trật à? Những cánh tay của anh Phi Trật đâu? Con này không đã lọt ra ngoài. Đúng rồi quên ghé ơi, anh em mình cứ chạy trong bang nếu mà cảm giác thôi thông báo trưởng lão rồi này nọ thì Khải thông báo giùm anh em mình muốn bán lại con này trong vòng 1 đến 2 ngày, anh em nào mua thì lượm chạy, không thì lúc đó quên ghé bán nó ngồi bình thường mà. Anh em tin quên không? 50 kim thôi, Khải lên cái cho nó vui rôm rã nè. 52 lên đi anh em. Cùng nhanh, chào. Cùng nhanh lên. Thấy lên bắt bấm luôn. Bấm luôn. Đổi những cánh tay của anh em đâu. Ông Phi Trật đâu, ông Phi Trật đường vô mà cũng không thèm con này à. Bây giờ ông đang đánh sẵn 58 rồi đấy. Đánh sẵn 58 rồi đó. Đang đánh 58 rồi, lên bắt nhảy mất luôn đấy. Từ từ con này. Đâu anh em, những cánh tay của anh em đâu. 60, đó, ok. 60 cho Phi Trật trước. 62 cho Cun Ghẻ, đó. 60 còn thức sâu rồi. 62 cho Cun Ghẻ, đó. 70 cho Phi Trật, đó. Anh không phải đơn giản đâu anh em. 70 kim cho Phi Trật, đó. Đấu giá là phải mạnh mẽ vậy anh em. 72 cho Cun Ghẻ, thấy chưa? Không đơn giản đâu. 72 cho Cun Ghẻ, 72 kim là tính nhẹ. Cho anh em xem coi, 72, 72 thì nhân nhẹ nhẹ thứ anh em bao nhiêu tiền mà ta? Chưa ta 1 triệu 15 kim. Vừa tròn 5 triệu, vừa tròn 5 triệu. 72 kim lên tiếp tục anh em. 76 dành cho Phi Trịch. 76 số đẹp cả, anh phải phát, anh phát. 78 cho Cun Ghẻ. 80 rồi, thất bát là không được. 82 đúng rồi, thất bát bỏ luôn. Quá là lên 100 kim ta. Hơn rồi. Có thở. 82 cho Phi Trịch. Bỏ anh ngáo trở lại, rời cuộc chơi rồi em ạ. Rời cuộc chơi, một người đã chấm dứt cuộc chơi. Ngáo trở lại là rút lui. Ngáo trở lại là rút lui. Năm động No 1 server đã chấm dứt rút lui. Đang hiện tại còn hai cánh tay đó là Phi Trịch và Cun Ghẻ. Đại cao thủ Cun Ghẻ đâu? Có thở về đường môn để cho soi đồ được không? Ok. Cun Ghẻ đã lên 84. Đây là cao thủ Phi Trịch. Thôi tí nữa đấu xong con ngựa thì soi đồ chứ bây giờ soi người ta cười. Đây là sơ đồ của Phi Trịch. Đường môn khủng, đường môn của Ban Khải. Hôm nay dạng chắc No 2 cũng có thể là No 1. Đó, đồ đường môn nhìn trắng chắc chưa? 84 vẫn dành cho Cun Ghẻ, liệu anh Phi Trịch có lên hay không? Hai kim thôi anh, đồ ngán như hai kim. Đúng không Hà? Đúng rồi. Hai kim. Đấu giá mà sợ gì? Phát lộc mà số đẹp. Đúng rồi. 86 đẹp đấy. Lên đây Phi Trịch ơi. Có khi nào lên 86 Cun Ghẻ lại rời bỏ cuộc chơi không? 88 luôn. 88 luôn, không chơi 86 chơi 88 luôn cho nó máu. Số chắc dần chơi 90 dành cho Cun Ghẻ. Hiền quá Cun ơi. Có thể là 100 kim nha, bảo đảm anh em hôm nay con ngựa này có thể là 100 kim nha. 98 luôn. Không phải đơn giản. Ui. Một pha đi vào lòng người đến từ vị trí của anh Phi Trịch phát một luôn anh em. 98. Liệu Cun Ghẻ có lên 100 hay không? Liệu Cun Ghẻ lên 100 hay không? Chúng ta đã cho qua 10 phút đấu giá rồi anh em à. 10 phút đấu giá rồi. Số đẹp thế. 10 phút đấu giá đã trôi qua. Hơi chùn rồi, bạn tôi hơi chùn rồi. Nghi hiến chạy lẹ. Nghi hiến chạy lẹ. Cun vô địch, Cun lên. Hiện tại chúng ta đã thấy này, con số 98 đang là con số cao nhất trong buổi tối đấu giá ngày hôm nay. Trong cái phiên đấu giá ngày hôm nay, bông tiêu đã lên 98 kim. 98 kim, nói chung là anh em đấu càng cao thì lương của anh em mình càng cao nha anh em. Đó, anh em mà sao cứ ngồi chờ đợi và hóng thôi. Lương càng cao thôi anh em. Hiện tại đã con số đã lên đến 6 triệu 860 nghìn. Đó.
6 triệu 8. Tính ra đấu 100 thì mất có chi phí. Hợp lý. Hợp lý, anh thức hợp lý luôn. Liệu cánh tay của con ghẹ có lên một số 100 tròn số hay không? Chúng ta có thể cho anh ta suy nghĩ trong vòng thêm vài phút nữa. Tại phi trịch đang với cái lượng đấu giá lên 98 kim. Vẫn chưa có ai hơn. Hiện tại theo Khải thấy thì bây giờ chỉ có hai người này là có thể đấu đầu với nhau thôi em ơi. Khải thêm phát vào cho luôn theo hướng. Khải bỏ tới 50 rồi thôi. Khải bỏ tới 50 rồi. Khải quay xe lâu, năm 2 rồi, quay xe năm 2. Khải quay xe lâu rồi. Cứ thêm số vào. Ừ. Liệu con ghẻ có lên hay không? Hiện tại anh con ghẻ đang suy nghĩ nè em ơi. Con ghẻ đang suy nghĩ. Chúng ta có 2 phút đợi con ghẻ suy nghĩ. Nếu không ai lên thì cứ từ từ mà chúng ta sẽ nhảy bước 1, bước 2, bước 3 là sẽ chốt nha em. Cho đến bây giờ con số của nó khá là cao. Chúng ta có thể cho con ghẻ suy nghĩ. Cun bảo bịt mẹ buôn bán bao nhiêu ngày tháng năm rồi mà không có cun tiêu cưỡi thì cun cỡ lên ăn kỷ niệm 2 kim luôn kìa cun. Trời ơi. Lên 100 là bằng 98 luôn. Ừ, lên 100 là bằng 98 luôn đấy. 100 dành cho cun ghẻ. Một pha đẩy mạnh quá hay đến từ anh thức ngáo. Quá hay. Cun ghẻ đã lên 100 kim. Và sau câu comment của anh thức ngáo thì đã được tặng 2 kim. Thì anh cun ghẻ đã mạnh mẽ lên 100 kim tròn quá đẹp anh em ơi. Liệu phi trịch có lên được 2 kim hay không? Anh cứ bình tĩnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cho phi trịch suy nghĩ. Suy nghĩ và tất cả anh em trong kênh bang luôn. Ai cũng có thể quyền đấu. Cứ suy nghĩ thoải mái nè. Chứ không riêng gì hai người này nha. Ừ. Suy nghĩ thoải mái, chúng ta có 2 phút. Phi trịch mãi đỉnh. Đó. Khải liều mạng chết chết bên kín thách thế nào. Chi. Lẹ ai. Hello tình phạm nha em ơi. Hỏi ạc phi trịch giá nhiều Khải. Ôi ạc phi trịch mười mấy 20 triệu á Hoàng ơi. Tầm này ông không bán đâu, tâm huyết lắm. Ông mua bữa trước, ông mua ông diễn đầu tư bữa giờ hơn tiền rồi. Ông nào có định mua là ạc phi trịch. Ừ anh ăn ông Hoàng bữa nè. Hiện tại đã lên 100 kim dành cho cun ghẻ. Còn em làm lên nữa không? Vừa tròn 100 kim luôn em ơi. Liệu có phi trịch có lên 102 hay không? Hello Thủy Nguyễn nha bạn ơi. Hello bạn nha. Mua bông tiêu đi Khải ạ. À. Trời ơi, tiền đâu mà mua đủ anh em. Em mơ đấy. Cổ Vũ đâu có anh em nào cổ Vũ phi trịch không? Đồ phi trịch suy nghĩ lâu quá. Thôi cổ Vũ Khải đang đi, đang đi ấy rồi. Tặng phi trịch 1 kim. À, bé Hùng tặng phi trịch 1 kim nha. Không biết phi trịch có lên 102 hay không? Chúng ta đã thấy là hơn 1 phút rồi mà chưa thấy cánh tay của phi trịch đâu cả. Chúng ta còn khoảng vài chục giây nữa, nếu không có thì Khải sẽ gõ chuông là hồi chuông báo thứ nhất. Sau 3 hồi chuông là sẽ thành của cun ghẻ 100 kim và thôi. Mạch con ngựa lần hết ghẻ liền. Chắc từ từ chắc hết mạng á. Tao giờ vẫn chưa thấy anh em ơi. Rớt mạng hay không đó là quyền rồi anh ơi. Nếu không lên thì cứ từ từ thôi anh, cứ 2 phút một lần thôi anh. 2 phút một chuông thôi anh. Mình đấu giá chuyên nghiệp đâu phải đấu giá tào lao đâu anh. 20 triệu bán không mua luôn. Chứ không bán đâu, sao bán được. Ông đầu tư Sơn Hà này nó đóng rồi, không bán đâu. Bây giờ gom đây, gom 4 anh em chung dạ, mỗi thằng kế một ngày. Ừ. Thằng nữa, thằng 25 kim. Lên. Mỗi thằng 25 kim à? Ừ. Mỗi ngày. Đó, được, hợp lý. Lý quy hợp lý. Rồi, các anh lên ông ta. Đại, bây giờ chúng ta thấy là 100 kim vẫn đang đứng đầu cho cun ghẻ. Bỏ rồi. Rồi, ok. Mình một đi. Và bây giờ chúng ta sẽ lần một. Đó, 100 kim cho cun ghẻ. Anh em, những cánh tay của anh em đâu. Chúng ta cùng vỗ tay cho cun ghẻ phát nào anh em ơi. Gõ trống. Lần 1. Lần 1 dành cho cun ghẻ. Chúng ta sẽ có thêm 2 phút đợi bắt đầu lên lần 2. Và lần 3 sẽ chốt nha anh em. Lần 3 sẽ chốt nha mọi người. Lần 3 sẽ chốt nha anh em ơi. Rồi chúng ta thấy rằng cun ghẻ đã lên cánh tay 100 kim. 100 kim. 100 kim. Hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy rằng 100 kim lần 1 dành cho cun ghẻ. Liệu phi trịch như thế nào đây? Hiện tại phi trịch vẫn đang có cơ hội suy nghĩ nha anh em. Chút cun thành công. Ok. Chúng ta còn đang chờ đợi, chúng ta còn hơn 3 phút nữa thôi anh em ơi. 2 phút thì Khải sẽ chốt một lần nha anh em. Đó, phút này là cứ 2 phút chốt một lần.
Hiện tại những cánh tay của anh em đã đẩy lên nhưng mà chưa ai có thể hơn giá 100 kim nha anh em. Mình đấu mồm ở đây đi anh em. Hello tường ta nha. Khải Khải từ từ kìa, để ông phát ông PM Duy kìa. Ừ ok, thì cứ từ từ thôi, đúng giờ đúng giấc luôn anh. Cho giá đi. Ừ, riêng liên quan gì, cứ đúng giờ thôi. À. Hòn mà các bạn đừng môn, hãy mua hòn mua bông tiêu 100 kim ngay, đúng rồi, bình thường mà. Cố lên, nếu mà phát đấu anh cho 5 kim. Hồi đầu server nó mười mấy triệu á anh em, biết đâu anh em. Đầu server mười mấy triệu á anh em. Rồi chúng ta còn hơn 40 giây để có thể nhảy lần 2. Đã hơn 1 phút 20 giây và những cánh tay của anh em chưa thấy là lên. Đã hơn 1 phút 30 giây. Cứ 2 phút Khải sẽ chốt một lần, chúng ta sẽ gõ 3 lần là xong nha anh em. Cho đến bây giờ là chẳng cái video livestream này đã hơn 15 phút rồi đấy. Tại hôm trước giao buôn tiêu thì nó toàn bán 8 triệu cho nên. Đúng rồi anh. Lần 1 cho Kun ghẻ. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục đến lần thứ 2 sau khoảng hơn 20 giây nữa anh em ơi. Liệu những cánh tay của anh em có ai lên hay không? 100 kim đang dậm chân tại chỗ với con số khá là đẹp. Phi trịch không thể nào lên được 2 kim nữa anh em ơi. Đây là một cái phiên đấu giá khá đáng tiếc dành cho đại gia phi trịch của chúng ta. Phi trịch đang phải chắc một câu thôi, bỏ cuộc. Chúc Kun thành công. Rồi chúng ta không cắt sàm nữa, lần 2 cho Kun ghẻ. Chúng ta còn 2 phút cuối nha anh em. Lần 2 đã lên cho Kun ghẻ. Kun ghẻ là anh đổ. Ừ, Kun ghẻ là anh đổ trên kênh Khải hồi xưa anh em, đó. Hello Uyên Hình Nhật Kim 101 à. Đâu lên lần 2 kim mà anh em. Trần Ngọc Vương 120 kim. Ừ, anh em lên canh quá, trong băng mình chỉ lên được 100 kim thôi anh em. Ông banh thẳng cho Khải đi rồi. Ừ, anh em nào đấu giá banh thẳng Khải 10 triệu thì anh em đấu trên kênh đây là ok luôn, Khải chốt cho anh em cũng được. Mà nói đùa thôi anh em ơi, trong bang thôi, ưu tiên trong bang, không có chốt trên kênh được đâu. Không vào bang, à cũng không được nhỉ? Không được, mới vào không được, ừ. Ưu tiên anh em mà không vào được. Hỏi ông phi trịch bán ngạc không? Thôi ông đừng ghẹo, ông đổ đâu ông chơi đi ông ơi. Bán ngạc rồi ông chơi khác nữa, mất đi một thành viên nữa cũng gọi à. Giờ ông mua ngạc ngồi nào, ngồi bang á thì ok hơn, hợp lý hơn. Chúng ta còn hơn 1 phút nữa anh em ơi. Liệu những cánh tay của anh em có lớn nữa hay không? Với 100 kim này thì anh Thức đã ủng hộ 2 kim rồi. Là tính là Kun ghẻ chỉ mất cho mình 98 kim mà thôi. Lấy lương cũng phải tầm 2 kim. Đúng rồi, lấy lương bèo cũng lắm 2 đến 3 kim nữa anh em. Lấy lương cũng được, mỗi người bèo 2-3 kim đó, biết đâu anh em. Chơi được không? Mình chỉnh chơi được không? Chơi thì lên đi bạn, thời gian còn hơn 1 phút. Kun đẹp trai hết ghẻ hả? Ừ. 102. Lên đây. Giờ anh đơm một câu. Nói thiệt là cái này anh em là nhận lương anh em đã bèo. Ôi. Ôi. Đủ có phải là sự thật không? 108 kim dành cho phi trịch đó, một phiên đấu giá quá hay. Và phi trịch đã lên một phát 18 kim anh em à. Một phát 18 kim. Vừa rồi là cũng có nhiều anh em hay cũng là khích trên kênh là phi trịch hơi canh rồi đấy, phi trịch canh rồi đấy, phi trịch mãi đỉnh. Đúng rồi. Lên 108 dành cho phi trịch. Chúng ta cùng đợi cánh tay của anh em bên dưới. Nếu mà không lên thì sau 2 phút sẽ lên lần 1. Đó. Cun phải gọi 113 gấp. 113 gấp. Gọi ngay bình oxy đến thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến, đây là lần báo giá đầu tiên 108 kim. Lần đầu tiên 108 kim dành cho phi trịch. Phi trịch đáy phát 18 kim luôn em ơi. Một phiên đấu giá quá chất. Không vào trận thật à? Phi trịch đang hấp dẫn cái này. Đang hấp dẫn em ơi. Đã lên. Lần 1 dành cho phi trịch. Chúng ta sẽ có thêm 2 phút để chuẩn bị lần 2 và lần 3. Mỗi lần sẽ được 2 phút nữa nha anh em. Chúng ta thử có quyền suy nghĩ. Đúng rồi, đấu giá phải kịch tính nó mới vui được bé Hồng ơi. Một kim là 70k nha Công Minh Trần ơi. Một kim là 70k nha. Phi trịch cũng có phi dân nên đang đánh đo. Đúng rồi anh Huy anh ơi. Nhưng mà con phi dân này bán nó ngồi vẫn được 3-4 triệu anh. Có thể bán được đang ngồi. Cái vấn đề là muốn cái đi con nào thôi. Đấu đi bạn ơi. Hello Thi Nghiễn ơi. Hello Thi bạn ơi. Rồi ơi mình tầm này thiệt bạn như đang khô máu bạn ơi. Phi trịch vô địch. Đó nào. Không. Những cánh tay của em trên kênh YouTube đâu. Đó phi trịch vô địch quá nhiều luôn em ơi. Không biết sẽ như thế nào. Kun đang thở oxy. Đấu đi, mình nửa bạn nữa. Trời ơi, thấy bạn ơi, nói thiệt không bạn ơi.
trời ơi. Bắn trước khai mình tin. Bắn liền luôn thì đúng rồi bạn em chơi chắc lắm Lê Quy, bắn em đi. Đầu bắn phát 1 3 4 triệu này Khải lượm quân phi dân này, Khải lượm bông tiêu này Khải chạy luôn. Bạn nữa mình nữa luôn phi. Quên bạn nữa mình nữa luôn Thi Nguyễn rồi. Giỡn hoài. Ông này ông bạn em chắc lắm. Mình đẹp 4 như em đó Lê Quy. Nếu mà Thi Nguyễn bắn phát 1 là mình lượm, mình hứa với bạn mình lượm con người mình chạy luôn. Bao nhiêu tiền mình cũng lượm. Nói thiệt cho nhanh. Đó. Lập cờ luôn vào thì ông lấy một ngày khải một ngày. Tao chứ ông luôn cái băng bóng. Ừ, trước đi cái bàn ông băng bóng của em. Đó, hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn vài chục giây nữa để nhảy lần 2. Vài chục giây nữa để nhảy lần 2. Phi chịch 108 và 20 cent. Đứng dậy hơn ở ngoài rồi. Đúng rồi, Kun chuẩn bị lên 116 kim này. Cái đó chúng ta cùng chờ đợi xem Kun ghẻ lên hay không anh em ơi. Một phiên đấu giá quá chắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhảy lên. Và đây là lần thứ 2 dành cho phi trịch 108 kim. Những cái tay của anh em đâu rồi? 108 kim dành cho phi trịch. Chúng ta còn 2 phút cuối cùng. Đúng vào lúc 11 giờ 3 phút sẽ bắt đầu chốt con này nha anh em. Chúng ta chỉ có hơn 2 phút hơn. 2 phút cuối cùng. Cun lên thuyền rồi. 2 phút cuối cùng. Đúng rồi, đúng rồi, con phi dân nó bán lại có người hút liền luôn nặng lên. Đúng rồi. Chúng ta, anh em có thể xem live trực tiếp trên kênh YouTube của Khải nha anh em. Đúng vào 23 giờ 3 phút 00 giây chúng ta sẽ chính thức chốt con ngựa này với cái phiên cuối cùng 2 phút cuối. Đó. Đúng giờ đúng giấc anh em, không có được chở lỡ. Mình phải nói làm đúng rồi nè. Nó chỉ hơn 2 phút 10 giây thôi. Khải cho tròn 2 phút 23 giờ 3 phút tròn 00 giây. Đó sẽ là chốt con ngựa này. Đợi tí đã. Ok bạn ơi. Mình đang chờ đợi bạn đấy. Mình còn 2 phút đấy bạn. Và không bạn kêu banh nữa không biết kịp hay không đó do bạn thôi. Chứ còn Khải thì Khải đấu như tầm giá tầm 5 triệu hơn quay đầu thôi, không đấu cao được. Anh bỏ từ lúc 5 triệu với 3 triệu banh này. Đúng rồi. Là tháp rồi. Xem, anh xem bông tiêu cái. Ok anh Lợi ơi. Lợi nè, bông tiêu này. Bông tiêu 500 máu nha mọi người. Bông tiêu 500 máu nha. Ông Kun đâu rồi, em re dậy. Gừa đây được top 2 nha, Quốc Hữu ơi. Đây anh Lợi ơi, bông tiêu băng em được top 2 anh ơi. Chúng ta... Về đấu ngựa. Con này hơn phi dân điểm gì á? Con này là đầu tiên là đẹp trai. Cái thứ hai là nó hơn 100 máu nha anh em. Đó. Hơn thì 100 máu. Và với lại nó được thêm né tránh 500 điểm và sinh lực dương tối đa 500 điểm. Đó. Còn nó thua con phi dân cộng 5 anh em tại vì nó chưa được cộng á nên thành thua. Chứ còn nếu mà thiệt tình là con bông tiêu nó sẽ đẹp hơn. Ép mình có thể ép dần kháng tất cả từ từ vẫn được em. Vẫn được anh em. Nó là hàng hiếm. Hàng hiếm. Bán cái ấy. Như con bông tiêu này mình ép thối phiến được không? Được được nha nàng Lê, được chứ, vẫn được chứ. Rồi ok, thôi chốt đi nè mày, không được. Không được lâu nữa nè mày, chốt. Đến giờ là chốt thôi. Đúng rồi, đến giờ chốt rồi. Rồi, chốt. Đúng giờ nè, mình nói là mình nói đúng mà mình đợi nó sai được nè. 23 giờ 3 phút 00 giây, chốt. Rồi, phi trịch. Giờ phi trịch là giao dịch kim hay như thế nào đây phi trịch đây? 108 kim hả? 108 kim. Là bao nhiêu tiền? Đây cho anh em xem. Thôi Thi ơi, Thi mới chuyển 2 triệu chắc được Khải gửi lại Thi ơi. Con ngựa Khải chốt rồi Thi ơi. Mới gửi 2 triệu cho em mà. Má, ông gửi thuật 2 triệu luôn hả? Bạn mình mà, bạn anh mà. Bạn ngựa à, chứ không? Khải á, là kim lúc nào cũng có. Đó. Nhưng cứ 1020k là 15 kim nha Phi ơi. 15 kim, đó. Ủa không thì Phi muốn kiếm như kiểu nào kiếm sao kiếm. Chốt rồi em ơi. Thôi Thi ơi, đợi Khải gửi lại cho Thi ơi. Nói chung là không đấu đâu. Được thì đấu nhưng mà tầm này chở rồi bạn ơi. Mình chốt cho người ta rồi, giờ bạn ban mình 2 triệu thì chở quá rồi. Inbox Facebook này đó mình gửi lại cho tiền Thi ơi. Thi, ông Phi này phải chật inbox Facebook rồi Phi chật đây. Đó làm xong cái này là ngày mai ngày mai phát lương là hợp lý luôn nè. Đâu rồi? Mai phát hả? Đúng rồi, mai phát em ơi. Tầm này khuya rồi phát em ơi. Mai phát, mai đợi hợp đồng một ngày nữa phát em ơi. Ngày mai thứ hai rảnh đâu làm gì đâu. Sao mai chạy, mai được
À, ông Kim nói là... Ừ, anh tưởng cái gì? Tại vì nó đâu có làm gì đâu, ngày mai là thường thường thiên tử mà ngày mai không có gì hết á. Là cũng ở không. Mình đông mà, đông à. Đúng rồi. Đâu rồi ta? Thi rồi, Thi Nguyễn inbox trong Facebook hả này? Khải gửi lại cho Thi ơi. Cảm ơn, nói chung là Khải cảm ơn Thi nhiều nha. Cảm ơn Thi nhiều nha. Nói chung là trên tinh thần là nói thiệt bạn ủng hộ mình thì nhưng mà mình bị chở đó bạn ơi, nên là không đấu được. Phát được anh. Đông nhà phát được. Alo. Bạn anh nhà mon hết. Con người chẳng kinh em. Ta thì cho anh em có hứng không ạ? Ok, được Khải cho ông này 108 kim này. Em thức đầy đủ đấy. Lấy luôn. Chưa thừa có làm gì đâu. Đồng ok. Đây. Mai nhiều việc. Rồi, ban đi Phi ơi. Anh em đợi chút nha anh em, chờ Phi ban rồi Khải lụm kim nè. Tính ra có 7.344.000 đó. 7.344.000 nè. Không sao, cô đưa tí vẫn tự nhiên được công. Rồi, ok. Đó. Đó. Đợi Khải nhận tiền bên này rồi Khải mua kim, Khải đọc phát lại cho anh em. Đó, hôm nay là 108 kim. Thì những anh em nào cái này cũng như là phát lương tuần anh em. Duy, chuẩn bị chết từ trên dưới cứ phát như mấy hôm mình phát lương tháng em. Cứ dạ phát thôi. Chia cho anh em phát cái này. 108 đơn giản rồi. Cho 35 người đi. 108 ví dụ chia. Chia cho 35. Không không còn dư đỡ lại em. Trời ơi, người ba kim nha anh em ơi. Người ba kim dư đỡ lại quỹ ban nha. Trời quá đã. Đẹp luôn anh em, người ba kim anh em ơi. Một người ba kim nha mọi người. Khải chia là sơ sơ là 35 người á, một người 3 kim. Còn nếu mà thiếu đủ là sẽ, nếu mà thiếu đủ đó thì sẽ giữ lại quỹ ban. Đó, cái này là Khải phát hết cho anh em luôn, không có đỡ đâu. 108 Khải chia cho 35 á nè. Rồi, ok. Thi đợi Khải tí nha. Rồi, đã nhận tiền, đợi Khải tí nè. Bảy. Đợi chút anh em, đợi BM Adder ai online không? Lấy kim cho nó nhanh nè, Khải mua thì nhanh thôi. Không được cả online không. Đợi tí nè. Rồi trong thời gian rảnh Khải gửi lại cho Thi này. Gửi lại cho Thi 2 triệu này. Đây, không gửi luôn nè. Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho ban Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Giao dịch Phi ơi. Đây. Phi trật giao dịch người này Phi trật ơi. Đã nhận được tiền nha. Giao dịch bông tiêu. Ok bạn ơi. Nhanh anh Phi ơi, lên thuyền đứng tí cho đẹp. Rồi. Ok. Đó, bán 108 kim nha mọi người. 108 kim. Trong bàn đấu giá được 108 kim dành cho Phi Trịch. Rồi ok, chốt. Rồi. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Phi Trịch cũng như là ban ngáo Khải một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Mày Khải nạp kim rồi, Khải phát lương cho anh em thôi. Đó, anh em thấy chưa? Chắc chưa? Đây anh em cùng xem xét đồ của cao thủ Phi Trịch. Đây. Đây anh em xét đằng bàn này. Thấy chưa? Đập okay, ngay chưa? Đập ngay liền tầm này đi đập ngay. Mua từng dạng đập thôi. Mấy viên cộng 1 cộng 2 này. 120 lâm chậm và 80 chón rồi nè. Ui, cũng mang 40 chón rồi nè em ơi. Hôm trước mang 80 chón mà bỏ đôi giày rồi, mang phòng thủ rồi. Nói chung là 120 lâm chậm đúng rồi, 120 lâm chậm và 40 chón. Đó. Ok, có một nọ tóc nữa mà ông cắt rồi. Nó đánh tung kim rồi nè, nó đánh tung kim. Ok. So với hiện tại không có mắc đâu Long ơi. Sao mắc được. Với giá đó thì quá đẹp để mà chơi một con bông tiêu rồi. Đầu server 15-20 triệu một con nữa. Hôm nay nó không dưới 8 triệu đâu. Bảo đảm anh em luôn. Không ai bán luôn. Không thú vị, không ai bán luôn. Không ai bán hết. Tại vì người ta chơi là người ta tâm huyết nè. Mua vô là người ta chỉ cứ xài thôi, người ta không có bán nữa rồi. Đó. Như Phi Trịch hôm nay đấu được phiên này quá chắc rồi.